Trấn Thành mang hoa vàng thọ đi cầu hôn Việt Hương. Tại hoạt ngôn của Trấn Thành không chỉ phát huy ngay trên sân khấu, mà ngay cả đời thường cũng phát huy hết công sức. Trong quá trình quay phim điện ảnh Hoán Đổi, anh còn chỗ tài chỉ đạo, dàn dựng thêm những cảnh quay để làm cho vai diễn của mình tươi mới và đậm chất Trấn Thành. Sau khi trao đổi với đạo diễn Võ Thanh Hòa về phân đoạn mang hoa đi cầu hôn nhân vật Việt Hương, Trấn Thành đã thay thế hoa hồng, hoa hướng dương bằng bó hoa vàng thọ. Trong phim, nam MC vào vai ông Tám, một ông thầy thuốc đông y sống tình cảm, tính cách hơi sến và có một vài kỹ năng rất thính. Ông một lòng say đắm vào võ sư hoa Việt Hương đóng trong thời gian dài, nhưng lại rụt rè không chịu thổ lộ. Sau sự cố Hoán Đổi thân xác giữa bà Hoa và một ca sĩ nổi tiếng do Nhã Phương đóng, gia đình bà Hoa gặp nhiều biến cố. Lúc này ông Tám luôn ở bên cạnh giúp đỡ, thậm chí lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để cứu người thương. Một ngày nọ ông đã lấy hết can đảm mua bó hoa vàng thọ để ngỏ lời yêu với bà Hoa. Trấn Thành và Việt Hương vốn là cặp bài trùng ăn ý không chỉ trên sân khấu hài mà còn trong nhiều game show truyền hình. Do đó khi đóng vai đôi tình nhân trong phim Hoán Đổi, cả hai luôn biết cách tung hứng ăn ý. Nam MC còn dí dỏm nói, đóng phim này tôi áp lực chứ vì phải diễn chung với nữ nghệ sĩ đình đạm nhất Sài Gòn. Ở hậu trường buổi chụp poster của phim, hai nghệ sĩ thể hiện những dáng boss khó đỡ. Phim Hoán Đổi còn có sự tham gia của Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Hướng Minh Đạt, Khải Như, Huỳnh Lập, Mai Bảo Ngọc, Bé Kim Thư. Nội dung phim sẽ quanh sự trao đổi thân xác giữa hai nhân vật Bà Hoa, Việt Hương và nữ ca sĩ Tiên Tiên do Nhã Phương đóng. Rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trong cuộc sống của hai người. Phim sẽ ra mắt khán giả vào dịp 2 tháng 9 tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!